Làm người, ba việc phải chậm để nhanh chạm đến thành công, cuộc sống suôn sẻ. Thứ nhất, lời nói từ tốn, chậm rãi. Ông cha ta đã dạy, họa từ miệng mà ra, bởi vậy mới nói, biết cách ăn nói cũng là một nghệ thuật. Bản thân chúng ta cần phải có trách nhiệm với những gì mình nói ra. Trong cuộc sống này, nhiều người trẻ tuổi vì một phút hồ đồ mà hấp tấp thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, thiếu suy nghĩ, không biết cách đặt vị trí của mình vào người khác, nói lời thiếu lý trí thì sớm muộn cũng sẽ gặp những thất bại trong cuộc sống này. Là một người chín chắn, trưởng thành, lời nói không cần nhiều, nhưng mỗi câu cần phải có đạo lý và chắc chắn. Như vậy mới dễ khiến cho người khác phải tín phục. Thứ hai, suy nghĩ chậm rãi, thấu đáo. Vội vàng, hấp tấp thì chẳng thể nào làm nên chuyện lớn. Bất kể là một người thành công nào cũng phải chăm chỉ, cần cù. Họ dành cả đời để tận tụy làm một việc nào đó. Những người có tính cách hấp tấp, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn thì làm việc gì cũng như cưỡi ngựa xem hoa. Được cái này mất cái khác, lo cái này mất cái kia. Việc do vội mà bại, nghĩ vì chậm đắc thắng, ý nói rằng chúng ta vội vàng một việc gì đó, thường thì việc đó sẽ thất bại vì sự hoang mang nóng vội, cuối cùng sẽ vì đó mà hối hận. Do đó, chúng ta cần phải đi một bước, sau đó quay đầu nhìn lại dấu chân phía sau, bước vững chắc từng bước một, gặp phải việc gì cũng không nên rối loạn. Bởi vậy nên, việc gì chúng ta biết cách suy nghĩ từ tốn, chậm rãi thì chắc chắn tìm ra được cách giải quyết tốt nhất. Do đó, có việc gì hãy cứ từ từ mà làm là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, giảm thiểu sai lầm và tổn thất không đáng có, khiến cho mọi việc trong cuộc sống diễn ra thuận lợi hơn. Thứ ba, từ từ hưởng thụ. Có câu, phúc đầy ắt phòng có họa, chuyện hung dữ nhiều ắt vô tranh. Khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì đừng quá ngạo mạn, cũng đừng quá dương dương tự đắc. Tốt nhất là cứ từ từ mà hưởng phúc. Một người thích khoe sự may mắn của mình thì chắc chắn sẽ bị tổn phúc khí, bởi vì họ có thể khơi tâm đố kỵ của mình với người khác. Những người từ tốn, ít khoe khoang, trong khi người khác không hề biết đến, lại được tận hưởng phúc phận cả đời. Người thực sự có phúc khí, họ đều có ba cái chậm: lời nói từ tốn chậm rãi, suy nghĩ chậm rãi thấu đáo, từ từ hưởng thụ. Thứ nhất, nóng nảy không đánh giá được tình hình. Trong cuốn Hàn Phi Tử, Ngoại chữ Thuyết Tả Thượng, có ghi chép lại một câu chuyện của vua nước Tề là Tề Cảnh Công như sau. Thời Xuân Thu, Tề Cảnh Công là một vị quân chủ nổi danh tài đức. Ông rất trọng dụng hiền tướng Yến Anh. Một hôm, Tề Cảnh Công đang đi ngao du bên ngoài thì đột nhiên có quân lính đến báo rằng tướng quốc Yến Anh bị bệnh nguy cấp. Tề Cảnh Công giật mình hoảng sợ, vội vã trở về xem bệnh tình của Yến Anh ra sao. Vì muốn mau chóng trở về, Tề Cảnh Công ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị một xe ngựa và người điều khiển xe ngựa tốt nhất để lên đường. Trên đường trở về thành, Tề Cảnh Công nóng vội như trong lòng đang có lửa đốt. Xe ngựa mới đi mấy trăm bước, ông đã bắt đầu than rằng người điều khiển xe ngựa đi quá chậm. Vì thế, ông tự cầm dây cương và chính mình điều khiển xe ngựa. Nhưng đi được mấy trăm bước, Tề Cảnh Công lại bắt đầu nổi trận lôi đình, chê rằng con ngựa ấy đi quá chậm chạp. Cuối cùng, ông nhảy xuống xe ngựa và chạy bộ. Kết quả, ông đã về muộn hơn một ngày so với xe ngựa. Thứ hai, nóng vội không thành được việc lớn. Có một lần, học trò của Khổng Tử là Tử Hạ được phái đến một địa phương của nước Lỗ để làm quan. Trước khi đi, Tử Hạ đến thăm hỏi Khổng Tử và thỉnh giáo ông về việc cai trị. Tử Hạ nói: "Thưa thầy, con xin hỏi thầy,
làm thế nào để cai quản tốt một địa phương? Khổng Tử trả lời: chớ mong muốn mau chóng, chớ nhìn cái lợi nhỏ. Muốn mau chóng thì không đạt, nhìn lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Khi làm một việc gì thì đừng một mực nóng vội, muốn mau chóng, đừng ham muốn cái lợi nhỏ. Bởi làm việc mà cầu mau chóng thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm thành được sự nghiệp lớn. Thứ ba, nôn nóng thì nghe không lọt lời khuyên tốt. Ở một bến đò, có một vị thư sinh cùng một người hầu mang theo hành lý muốn đi vào thị trấn. Thị trấn ước chừng cách đó khoảng 2 dặm đường, nhưng trời đã bắt đầu tối. Người thư sinh này lo lắng hỏi người chủ đò: xin hỏi, liệu tôi có còn kịp vào thị trấn trước khi cửa thành đóng không? Người chủ đò trả lời: cứ bình tĩnh, cửa thành vẫn đang còn mở, vội vàng có khi cửa thành lại đóng mất rồi. Người thư sinh nghe xong, tức giận vì cho rằng chủ đò đang giễu cợt mình, nên bước đi ngay lập tức. Hai chủ tớ họ đi đến giữa đường thì người hầu vì nóng vội nên đột nhiên bị ngã, khiến cho đống sách bị phăng trên mặt đường. Người hầu quá lo lắng, ngồi khóc, không đứng ngay lên được. Hai người họ phải sắp xếp rồi buộc đống sách lại cẩn thận mới có thể lên đường. Đến nơi thì cửa thành đã đóng lại rồi. Bấy giờ người thư sinh kia mới ngẫm nghĩ, câu nói của người chủ đò thật có tính triết lý. Kính thưa quý vị, có thể nói khuyết điểm chung của con người hiện đại ngày nay chính là quá nôn nóng, sốt ruột. Chúng ta luôn chạy đua với thời gian, phàm là việc gì cũng muốn nhanh chóng, như thể chậm một giây sẽ thua cả đời. Vì thế, người ta ăn cũng phải nhanh, nếu không sẽ đi làm muộn. Hẹn gặp cũng phải nhanh để dành thời gian tăng ca. Ngay cả việc đi chơi cũng phải vội vã. Kết quả chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Kỳ thực, khi chúng ta sống truy cầu sự mau lẹ, nhanh chóng, chúng ta đã đánh mất đi nhiều sự tình tốt đẹp. Khi chúng ta sống trong bận rộn, vội vã, thì cuộc sống cũng dần dần ly khai khỏi chúng ta. Khổng Tử giảng, đừng muốn nhanh chóng, đừng ham lợi nhỏ. Muốn nhanh chóng thì không thành công, ham lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Phàm là việc gì cũng không nên mù quáng theo đuổi sự nhanh chóng. Không thể vì cái lợi trước mắt, chỉ có tích lũy, kiên trì trả giá, lấy ít làm nhiều, lấy chậm làm mau mới có thể thành công. Vào triều đại nhà Minh, Triệu Dư đảm nhận chức quan thái thú phủ Tùng Giang, là người vô cùng thận trọng. Mỗi lần có người đến kiện tụng, Triệu Dư đều tìm hiểu rõ sự tình. Nếu cảm thấy không phải việc khẩn cấp thì ông đều nói với họ rằng: hãy trở về nhà, ngày mai lại đến. Người dân không biết được ẩn ý của ông nên đều chê cười ông. Lâu dần, trong dân gian còn lưu truyền câu ngạn ngữ: thái thú Tùng Giang ngày mai đến. Kỳ thực, họ không biết được rằng những người đến kiện tụng phần nhiều đều chỉ vì tức khí nhất thời. Sau một đêm, họ có thể nguôi giận, hối hận và không còn nghĩ đến kiện tụng nhau nữa. Rất nhiều mâu thuẫn nhờ vậy mà được giải quyết trong êm thấm. Câu nói ngày mai đến là để cho người, cũng là để cho chính bản thân mình có thêm thời gian suy nghĩ cân nhắc. Khi chưa hiểu rõ tình hình đầy đủ thì không nên mạo muội hành động bừa bãi, ra quyết định vội vã. Như vậy vừa có thể giúp người tự sửa chữa sai lầm, lại vừa tránh cho mình mắc phải sai lầm. Người có thể thận trọng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc công việc thì không lo thất bại. Trong lịch sử có rất nhiều tấm gương luôn suy nghĩ sâu xa, cân nhắc kỹ càng, chậm rãi mà cuối cùng giành được chiến thắng. Lưu Bị và Gia Cát Lượng thời Tam Quốc là một ví dụ. Gia Cát Lượng cày cấy ở Nam Dương không bởi vì lòng đầy hoài bão mà vội vàng bước lên vũ đài Tam Quốc ngay khi Lưu Bị tới mời. Còn Lưu Bị một lòng mưu cầu đại nghiệp.
Tuy thời gian quý báu như vàng, nhưng cũng không vì đến bái kiến Gia Cát Lượng một lần bất thành mà từ bỏ. Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều biết rõ đạo lý của dục tốc bất đạt, đứng trước việc lớn không được nóng vội. Ba lần đến Liều Tranh không chỉ thử thách lòng kiên nhẫn của Lưu Bị, mà còn hiển lộ ra tầm nhìn xa trông rộng của Gia Cát Lượng. Cả hai người đều biết rằng, người không thể kiên nhẫn, không coi trọng nhân tài thì sẽ không thể đi được xa, càng không thể dựng lên cơ đồ vương triều Thục Hán. Trong xã hội, với nhịp sống bận rộn và nhanh chóng như ngày nay, ai nấy đều tất bật vội vã, lao vào công việc mà thường quên mất lý do xuất phát lúc ban đầu. Có người luôn nóng vội, ham lợi trước mắt mà cuối cùng trở thành dục tốc bất đạt, ham lợi nhỏ mà việc lớn không thành. Người ấy rốt cuộc cũng chẳng làm nên việc gì cả. Chỉ bằng hãy bắt đầu từ hiện tại, bước từng bước chậm chậm mà vững chắc. Chậm lại là chỗ dừng chân của những sự việc tốt đẹp trong cuộc sống. Việc gì cũng bao dung thì sẽ không có tranh chấp, chẳng có hùng mãnh, cũng chẳng còn hoang loạn. Ổn định để suy nghĩ tiến bước, chậm rãi để có thành công. Đó mới là phương thức đúng đắn của cuộc sống. Một người chỉ có không nóng vội thì tâm trí mới yên định. Khi tích lũy đầy đủ rồi thì tự sẽ thành công. Cuộc sống hiện đại rối loạn phức tạp, ngày ngày đều có đủ mọi sự việc chen chân kéo đến. Có vô số nhân tố bên ngoài nhiễu loạn tâm trí chúng ta. Nhưng khi chúng ta tĩnh tâm lắng lòng lại, giống như người xưa, làm việc gì cũng tĩnh tâm điều tức, làm việc với tâm thái thuần tịnh, mục tiêu rõ ràng, làm đến nơi đến chốn, có thủy có chung, thì có lẽ sự sự đều tốt đẹp.